hùng tráng và đầy cảm xúc tự hào. Đó là cảm nhận của bất kỳ ai khi đứng trước bức tranh panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ đang được hoàn thiện tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ở Việt Nam, đây là bức tranh panorama đầu tiên tái hiện toàn cảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với những cựu chiến binh Điện Biên năm xưa, bức tranh như một thước phim quay chậm, tái hiện lại toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi có mồ hôi, xương máu của mình và đồng đội năm xưa. Cái bức tranh của chiến dịch Điện Biên Phủ này, thì mình đã nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy, nhớ lại được anh em hy sinh, anh em đồng chí đồng đội hy sinh mới có cái ngày hôm nay. Thu nhỏ được cái hình ảnh của chiến dịch Điện Biên năm xưa như thế này là rất là đáng quý, rất là đáng quý. Mà chúng tôi cũng nhìn như thế, chúng tôi cũng thấy là ta ôn lại một cái lịch sử mà cách đây 67 năm qua, thì chúng tôi lại càng tự hào là anh em, các đồng chí đã hy sinh xương máu mà giành giật lại cái mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ này là rất là hào hùng. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, bố cục hình tròn, dài 132m, cao 20,5m, đường kính 42m, tổng diện tích 3.225m², bao gồm 4 trường đoạn. Các họa sĩ đã tái hiện hơn 4.500 nhân vật kết hợp với phần sắp đặt nghệ thuật, hiện vật và tạo hình. Tất cả được sâu chuỗi, kết nối, tạo nên một bức tranh toàn cảnh chân thực, sinh động về chiến dịch Điện Biên Phủ, gây ấn tượng mạnh mẽ tới người xem. Để hoàn thiện bức tranh này là nỗ lực của tỉnh Điện Biên và nhóm nghệ sĩ suốt nhiều năm qua trong việc phục dựng, tái hiện giá trị lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là cũng sự nỗ lực và cái tâm huyết của Nguyễn Văn Mạc đối với Điện Biên, và cũng là sự nỗ lực của ngành văn hóa và đặc biệt là của sự giúp đỡ đồng tình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Tỉnh ủy Điện Biên. Vào năm 2014, là đơn vị thiết kế và thực hiện trưng bày Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, họa sĩ Nguyễn Văn Mạc, giám đốc công ty bảo tồn di sản văn hóa, đã có ý tưởng đề xuất vẽ phác thảo bức tranh này. Sau hơn một năm hoàn thiện đề cương và tiến hành hai lần vẽ phác thảo, tỉnh Điện Biên đã thành lập hội đồng nghệ thuật với những chuyên gia mỹ thuật hàng đầu của Việt Nam, đồng thời tổ chức hội thảo với sự có mặt của các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và các nhà sử học, nhà báo cùng đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất. Bức tranh chiến dịch Điện Phủ này là bức tranh hoành tráng cỡ lớn panorama mà ở Việt Nam mình từ xưa đến nay chưa bao giờ thực hiện. Với thế giới cũng không là có nhiều. Đây là đòi hỏi cả một thách thức, cả một cái khó khăn. Nhưng vì chúng tôi đã xây dựng một tập thể, tất cả các anh em, từ những người viết nội dung khoa học, lịch sử, những họa sĩ, những nhà điêu khắc, những nghệ nhân, cùng nhau ngày đêm miệt mài làm nên đó tạo. Và khi lên đến Điện Biên Phủ, chúng tôi có gần 1.000 ngày để thể hiện bức tranh đó bằng tất cả những bút pháp về hội họa, về sắp đặt, về ánh sáng, về âm nhạc. Đây là một công trình tổng hòa của một tổng hòa một công trình nghệ thuật mang tầm cỡ lớn. Bức tranh có 4 trường đoạn: toàn dân ra trận, khúc dạo đầu hùng tráng, cuộc đối đầu lịch sử và chiến thắng. Khi đưa vào sử dụng, đây là nguồn tư liệu quý giá của tỉnh Điện Biên trong việc phát huy giá trị giáo dục truyền thống lịch sử và thu hút phát triển du lịch. Bức tranh là một thông điệp về khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam, là nguồn tư liệu quý giá, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Như hôm nay được tham quan những hình ảnh thể hiện lại chiến dịch Điện Biên Phủ này, tôi rất cảm động và thấy tự hào khi mình là một người con của dân tộc Việt Nam, cũng là một động lực để sắp tới tôi cố gắng và thực hiện tốt nhiệm vụ, cũng như là chức trách nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. Quân đội giao cho tôi để còn... Đã rất nhiều lần con được đi tham quan bảo tàng di tích lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên con được tham quan bức tranh panorama này. Con thấy rất nhiều anh hùng đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập tổ quốc. Con là người học sinh, con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể xây dựng và bảo vệ nền độc lập tổ quốc hơn. Theo dự kiến,
bức tranh toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ được mở cửa đón khách tham quan vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.